Chào mừng các em học sinh lớp 2 đến với bài học môn toán. Bài giảng ngày hôm nay được thực hiện bởi các giáo viên khối 2 của trường tiểu học Lương Định Của. Trong tiết học ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau ôn tập lại các kiến thức đã học thông qua bài Em làm được những gì? Mục tiêu của bài học ngày hôm nay là các em sẽ thực hiện được phép tính cộng trừ trong phạm vi 100, thực hành tính trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng trừ, nhận biết các hình tam giác, hình chữ nhật, hình dạng khối lập phương, khối hợp chữ nhật. Bên cạnh đó, các em còn xác định được thứ tự các số trên tia số, số liền trước, số liền sau, số có hai chữ số. Ngoài ra, các em sẽ biết cách đo độ dài có đơn vị đo là cm, dm và biết giải quyết vấn đề trong bài toán thực tế. Trước khi vào tiết học, các em cùng nghe một bài hát với cô nhé. Chúng mình là các dạng hình học, bạn có thể thấy chúng tôi ở khắp mọi nơi. Tôi là hình vuông, tôi là hình vuông, bạn sẽ thấy tôi ở khắp nơi. Tôi có bốn góc xung quanh và tôi là hình vuông. Tôi hình tròn xoè, tôi hình tròn xoè, tôi lăn tròn xoè xung quanh. Tôi chỉ có một cạnh thôi và tôi là hình tròn. Tôi là tam giác, tôi hình tam giác, tôi có ba đỉnh trên đầu, tôi có ba bên hông và tôi là hình tam giác. Chúng mình là các dạng hình học, bạn có thể thấy chúng tôi ở khắp mọi nơi. Tôi là chữ nhật, tôi hình chữ nhật, tôi trông giống như hình vuông, nhưng tôi cao hơn hình vuông và tôi là hình chữ nhật. Bài hát trên đã nhắc đến những hình nào vậy các em? Đúng rồi, đó là hình vuông, hình tròn, hình tam giác và hình chữ nhật. Ngoài ra, ở lớp 1, các em còn được học về khối lập phương và khối hợp chữ nhật. Các em hãy ghi nhớ hình dạng các hình để thực hiện các bài tập nhé. Ở bài tập đầu tiên, các em hãy quan sát hình ảnh rồi trả lời câu hỏi. Cô có hình một tờ lịch. Các em hãy quan sát tờ lịch này và trả lời câu hỏi. Trên tờ lịch ghi thứ mấy, ngày bao nhiêu? Thật dễ đúng không nào? Trên tờ lịch ghi thứ tư, ngày 20. Cô đố các em, ngày tháng trên tờ lịch có gì đặc biệt? Giỏi lắm! Đó là ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam, ngày tôn vinh những người phụ nữ xung quanh em. Nhân dịp này, bạn Hà đã vẽ một bức tranh tặng mẹ. Em hãy quan sát tranh và cho cô biết. Hà vẽ xong bức tranh tặng mẹ lúc mấy giờ? Giỏi lắm! Hà vẽ xong bức tranh tặng mẹ lúc 8 giờ. Làm sao em biết được điều đó? Để xem giờ, chúng ta sẽ quan sát kim ngắn hay còn gọi là kim giờ và kim dài hay còn gọi là kim phút. Trên đồng hồ này, kim giờ chỉ số 8, kim phút chỉ số 12, tức là 8 giờ đúng. Ở bài tập tiếp theo, các em sẽ thực hành đo độ dài của cánh tay và bàn chân bằng đơn vị cm. Sau đó, chúng ta sẽ ước lượng độ dài đó bằng đơn vị dm. Để có thể đo độ dài cánh tay và bàn chân, các em cùng xem cô hướng dẫn nhé. Đầu tiên, để đo độ dài cánh tay, các em sẽ để thẳng cánh tay. Sau đó, chúng ta tiến hành dùng thước đo khoảng cách từ đầu các ngón tay cho đến vị trí giao nhau giữa cánh tay và bả vai, rồi đọc kết quả. Cô ví dụ, một bạn đo độ dài cánh tay là 38cm. Bạn đó dựa vào mối quan hệ giữa cm và dm mà chúng ta đã được học ở tiết học trước để ước lượng sang dm. Cô có 1 dm bằng 10cm, ngược lại 10cm bằng 1 dm. Ở đây, độ dài cánh tay là 38cm, gần bằng 40cm, mà 40cm bằng 4 dm. Cho nên ta có thể ước lượng độ dài cánh tay của bạn khoảng 4 dm. Ta thực hiện tương tự với việc đo bàn chân. Các em cũng sẽ dùng thước để đo khoảng cách từ đầu các ngón chân cho đến gót chân, rồi đọc số đo trên thước. Cô ví dụ, một bạn đo được bàn chân của mình dài 16cm. 16cm nghĩa là gần bằng 20cm, mà 20cm bằng 2 dm. Cho nên ta có thể nói bàn chân bạn đó dài khoảng 2 dm. Vậy là các em đã thực hiện xong
việc thực hành đo độ dài cánh tay và bàn chân rồi đó. Bây giờ các em hãy giúp bạn Sóc tìm lại nhà của mình nhé. Để giúp được bạn Sóc, các em hãy nhớ lại hình dạng các hình mà chúng ta đã được học. Nhà của bạn Sóc có hai đặc điểm như sau. Đặc điểm thứ nhất, cửa ra vào hình chữ nhật. Đặc điểm thứ hai, không có dạng khối lập phương. Sau khi quan sát cả bốn ngôi nhà, cô tin rằng các em đều đã có đáp án. Cùng kiểm tra đáp án với cô nhé. Ở đặc điểm thứ nhất, cửa ra vào hình chữ nhật, chỉ có ngôi nhà thứ hai và ngôi nhà thứ ba từ trái sang phải là có cửa ra vào hình chữ nhật. Còn ngôi nhà thứ nhất có cửa ra vào là hình vuông, ngôi nhà thứ tư có cửa ra vào là hình tam giác. Không đúng với đặc điểm nhà của Sóc nên hai ngôi nhà này không phải nhà của bạn Sóc. Ở đặc điểm thứ hai, nhà không có dạng khối lập phương, thì ở hai ngôi nhà còn lại, ngôi nhà thứ ba có dạng khối lập phương nên cũng không phải là nhà của Sóc. Vậy cuối cùng chỉ còn lại ngôi nhà số 2, từ trái sang phải là có đủ hai đặc điểm nhà của Sóc, cho nên đây chính là nhà của Sóc đó các em. Cô có lời khen các em thật giỏi vì đã tìm được nhà cho bạn Sóc nhờ vào những kiến thức mà các em đã được học. Chúng ta sẽ làm tiếp bài tập điền số nhé các em. Ở bài tập này, các em hãy điền số còn thiếu vào chỗ trống trên thi số này nhé. Dựa vào những kiến thức học được từ bài thi số, các em có nhận xét gì về số 44 và số 45? Đúng rồi, 44 và 45 là số liền nhau trên thi số. 44 là số liền trước số 45. 45 là số liền sau số 44. Vậy, số liền sau số 45 là số mấy vậy các em? Giỏi lắm, đó là số 46. Còn số liền sau số 47 là số mấy vậy? Đúng rồi, là số 48. Ta sẽ thực hiện tương tự cho đến hết thi số. Bây giờ các em cùng sửa bài với cô nhé. Cô có số liền sau 48 là số 49, số liền sau 50 là 51, liền sau số 51 là số 52, liền sau số 53 là số 54, vậy liền sau số 55 là số 56. Chúng ta đã hoàn thành xong bài tập này rồi đó. Ở bài tập tiếp theo này, các em hãy thực hiện các phép tính sau. 73 cộng 5, 36 cộng 23, 45 trừ 22, 89 trừ 6, 70 cộng 20 trừ 40 và 96 trừ 36 cộng 20. Khi thực hiện đúng các phép tính, các em sẽ giúp vườn hoa nở thật đẹp đó. Trước khi thực hiện các phép tính này, các em cần lưu ý cho cô một điều nhé. Khi thực hiện các phép tính có hai dấu phép tính cộng và trừ, chúng ta cần thực hiện từ trái sang phải nhé. Bây giờ các em hãy bấm dừng video và bắt đầu làm bài đi nào. Các em đã làm xong chưa? Cùng kiểm tra đáp án với cô nhé. 73 cộng 5 bằng 78. 36 cộng 23 bằng 59. 45 trừ 22 bằng 23. 89 trừ 6 bằng 83. Ở phép tính 70 cộng 20 trừ 40, như phần cô đã lưu ý, đây là phép tính có hai phép tính cộng và trừ, cho nên ta sẽ thực hiện từ trái sang phải. Đầu tiên, ta thực hiện phép tính cộng 70 cộng 20 bằng 90. Sau đó ta lấy 90 trừ 40, kết quả bằng 50. Tương tự ở bài 96 trừ 36 cộng 20, cô thực hiện phép tính trừ 96 trừ 36 trước, ra kết quả là 60, rồi thực hiện phép tính cộng 60 cộng 20 bằng 80. Nhờ công sức của các em mà vườn hoa đã nở thật đẹp rồi đó. Dưới đây là các thùng đựng sách quyên góp của các lớp 2A, 2B và 2C. Các em hãy giúp tìm thùng đựng số sách quyên góp của mỗi lớp. Biết rằng, số sách của lớp 2A là số liền sau của số 39. Số sách của lớp 2B là số liền trước của số 39.
Còn số sách của lớp 2C là số khi đọc có tiếng mốt. Để thực hiện bài tập này, các em cùng nghe cô hướng dẫn nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm số sách quyên góp được của lớp 2A. Số liền sau của số 39 là số mấy vậy các em? Đúng rồi, số liền sau của số 39 là số 40. Vậy thùng sách có 40 quyển sách là số sách quyên góp được của lớp 2A. Còn số liền trước của 39 là số mấy? Giỏi lắm, số liền trước của 39 là số 38. Vậy thùng sách có 38 quyển là thùng đựng sách quyên góp được của lớp 2B. Giữa hai thùng sách còn lại thì chỉ có thùng sách có 51 quyển sách là số khi đọc có tiếng mốt, cho nên thùng sách này là của lớp 2C. Cô có đề bài toán sau. Bà ngoại nuôi 37 con gà, trong đó có 6 con gà trống, còn lại là gà mái. Hỏi bà ngoại nuôi bao nhiêu con gà mái? Các em hãy đọc đề, nói câu trả lời và viết phép tính vào ô bên dưới. Sau khi đọc đề bài xong, các em hãy cho cô biết, đề bài cho ta biết điều gì? Đúng rồi, đề bài cho ta biết bà ngoại nuôi 37 con gà, trong đó có 6 con gà trống, còn lại là gà mái. Vậy đề bài hỏi ta điều gì? Giỏi lắm, đề bài hỏi các em bà ngoại nuôi bao nhiêu con gà mái. Để tìm được số con gà mái bà ngoại nuôi, các em cần chú ý thông tin. Số gà mà bà nuôi, trong đó số gà trống là 6 con, còn lại là gà mái. Hay ta có thể nói, số gà mái chính là số gà bà ngoại nuôi tách 6 con gà trống ra, mà tách ra nghĩa là ta sẽ thực hiện phép tính trừ. Cô có phép tính 37 trừ 6 bằng 31. Như vậy, bà ngoại nuôi 31 con gà mái. Vậy là các em đã hoàn thành xong tất cả các bài tập trong tiết học ngày hôm nay rồi đó. Sau đây, các em hãy tự đánh giá điều em học và làm được nhé. Cô có 3 mức độ: tốt, đạt và cần cố gắng. Ở tiêu chí thứ nhất, khi các em nhận ra và thực hiện đúng các dạng toán đã học, hãy tự đánh giá ở mức độ tốt. Khi các em đã nhận ra và thực hiện được các dạng toán đã học nhưng vẫn còn sai sót, hãy tự đánh giá mình ở mức đạt. Trong trường hợp các em vẫn chưa thực hiện được các dạng toán đã học, các em cần cố gắng hơn nữa và xem lại các bài đã học nhé. Ở tiêu chí thứ hai, nếu em biết giải quyết vấn đề trong bài toán thực tế, em hãy cho mình mức độ tốt. Còn nếu em đã biết giải quyết vấn đề trong bài toán thực tế nhưng vẫn còn sai sót, hãy cho mình ở mức đạt và cẩn thận hơn khi làm bài em nhé. Trong trường hợp em chưa biết giải quyết vấn đề trong bài toán thực tế, em hãy xem lại các bài mà cô đã hướng dẫn và cố gắng hơn nữa em nhé. Các em thân mến, bài học ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Các em hãy luyện tập thêm các kiến thức đã học thông qua phiếu bài tập và xem trước bài học tiếp theo nhé. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.